Xin xin chào bà con nha. Hôm nay Xin với mẹ đi qua xóm đạo gửi cho bà con nghèo mình một món quà nho nhỏ từ ở thành phố gửi về cho bà con mình. Rồi cho mình đi nha. Mình đi qua nhà bà Bảy ha mẹ. Bà cố Bảy. Dạ. Ông. Dạ, ở đây mai quá chừng luôn. Dạ. Cái bông gì mẹ thế này nè? Kêu bằng bông dây nho, nó không biết tên gì. Dạ. Ở đây mình kêu hay gì. Cái bông này nó đẹp lắm nè. Dạ. Ở đó con hay lấy cái này làm vòng hoa chơi lắm nè. À, giờ mình đi qua nhà cô Bảy. Cây dương cao quá trời luôn. À có nhà thưa bà cố. Hả? Ở nhà cho mấy con kêu dữ lắm mà. À, sao đâu nghe. Dạ. Dạ hả? Con với mẹ con kêu bà cố quá chừng luôn. Này dạ, con hả? Dạ, em vợ anh Sơn. Con vợ anh Sơn. Hả? Này dạ đâu. Dạ nó bận công việc nó không có đi được. Dạ. Đến nhà con đi giùm. Này con với xíu đi thăm bà con. Dạ bà cố lên chơi bà cố. Dạ. Rồi má cũng mạnh hả? Dạ. Có ghé má không? Dạ không. Dạ. Đi hoài không đế không rồi. Con đứa ngủ đây mà kêu dữ lắm. À, nó nói nghe kêu mà con ngủ vẫn ngủ nội đó. Dạ. À, con chó. Con chó thấy cưng quá. Dữ lắm. Cháu nội có đứa hả? Có con hả? Dạ. Dạ. Nó cũng dài ba đứa chứ. Dạ. 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 Bà bữa nay của cô Dịch Hà ở giáo xứ Chí Hòa có gửi cho bà con khó khăn, cho bà 1 triệu để lo cho cậu Sáu. Dạ, để thằng Duy Việt nó ở Chí Hòa nó xuống cho tôi. Dạ, đây dạ của anh Long Nhiều. Dạ, dạ. Bà phụ cho bà lo cho cậu Sáu. Dạ. Dạ. Bà dẫn con Xuyến đi thăm cậu Sáu đi, nó không biết. Dạ, con không Sơn biết cậu. Rồi. Dạ. Sao ra ngoài điện sao đó. Dạ, để con cảm ơn. Dạ, dạ để con cảm ơn giùm cho bà cố. Rồi, tụi nghiệp là dạ, để cảm mấy chục năm nay đó, thần kinh mà không hết đi. Dạ. Không tiền chịu tập, giờ là nước cho tiếng ngoài cho. Dạ. Xuống đây đi con. Dạ. Cuốn mùng lên con. Không chịu, không chịu. Không cho, không cho thì thôi bà cố. Xiên xiên thấy được rồi, lại xiên nó muốn gặp. Dạ. Dạ. Ngồi như vậy nó vừa ăn. Người đang cơm nó chưa nấu. Dạ. Rồi sáng có cho ăn gì không? Thì sáng thì thi mì đó. Dạ, nấu mì. Dạ. Dạ. Có mì. Dạ. Không biết là thằng ấy ở ngoài này nó còn ở nhà nó hết đi hả? Rồi. Dạ, anh bà què. Trời, mấy nước nó vô tới đây. Dạ. Nó vô đây là trời mưa rồi gió cái nó giọng cửa nó kêu mở cửa hỏi có áo không, cho cái áo. Trời đó coi đã mặc rồi cái kiếm cái áo đã khổ không có nhiều khổ kia cho mà tưởng sao đi ra ngoài cái biết không cái cởi dục à. Dạ. Rồi cái thuốc không cho cũng thương rồi đó nó thấy dạ, cho nó kêu nó ra nó có vô. Dạ. À thôi tụi con về nha bà. Cảm ơn. Thì bà mới biết về. Con với mẹ ra chứ dạ. Bà đi đâu bển nữa nổi. Dạ. Năm trước thì con đi qua đó. Dạ thưa bà con về. Ừ. Xin chào bà con nha. Bây giờ Xuyến với mẹ đi qua nhà bà ba gửi cho bà ba 1 ít quà. Giờ mình đi nha.
nó dễ tan chào mình. Ta đi làm gì gì ba sắp lễ hái vậy? Đi làm con trước nè. Ủa, vậy à, con không có thấy gì. Dạ hả? Nay khỏe hả, đi làm cỏ. Đỡ. Dạ hả? Nay con với mẹ qua thăm bà ba. Con gái hả? Dạ, dâu vợ thằng Sơn mà nay thằng Sơn nó bệnh viện nó... Dạ hả? Vợ nó đi... Dạ, vậy là vợ dâu đây hả? Trời ơi, đâu có biết. Dạ. Thấy vậy đi, mất mình nó thấy cổ quá gì năm. Dạ. Mà hãy trời nắng khỏe lắm. Dạ. À, hãy trời nắng khỏe lắm con hãy mà dạ. Trời nắng chứ thôi, trời mưa thôi trùm. Dạ. Liên tiếp. Dạ. Dì ba vô mở cửa. Nay bà ba khỏe hả bà ba? À, giờ này đã đỡ rồi, đã giờ đi vô. Dạ. Vợ Sơn đó. Để cho nó ăn đi con rồi gà nó. Dạ. Đã hả mẹ? Gà đi bộ đó. Dạ. Gà đất nè, ăn ngon lắm á. Cái này là mấy gà này chắc nuôi ăn Tết nè. Dạ. Đâu có gặp con đâu. Dạ, con ít có đi. Dạ, con ít có đi đâu nên mà bà ít gặp con. Đâu có gặp. Dạ. Chào dì Tứ. Mà như Sơn bà cũng không gặp nó nữa, cũng không biết nó nữa. Dạ. Má, chị, vợ Sơn nó chào chị nè. Chị. Nó đi chào quê. Dạ. Đi chào quê là cậu quê là chị. Nó vậy đó. Vậy đó thành ra lớn tuổi hả, lịch xịt vậy mình ráng giữ gìn. Thành ra trời nắng nó thì khỏe. Dạ. Trời mưa trời mát mát này thì mệt lắm. Dạ. Vậy là hôm nay bà ba khỏe hả bà ba? Khỏe, vì nay là khỏe đó, nay là con qua là khỏe, phải 2-3 bữa trước con qua bà mệt. Trùng không hả? Trùng vậy đi làm đúng rồi. Mấy bữa rồi là trời mưa. Lạnh quá thì không mưa cũng vậy, nó không mưa mà trời uống uống cũng chịu không nổi. Sáng nắng ấm nè, dì ba ra phơi nắng vậy chút được. Đúng, tốt lắm đó. Nắng dữ vậy đó, nắng dữ chừng nào ba dì cũng khỏe luôn. Dạ. Mà nãy ghé bà Bảy ở xa nhà thờ là ông Tám á, mà nhà không có ai nhận hết. Rồi giờ con ghé dì ba. Tâm lầm á. Dạ. Giờ con ghé dì ba rồi á, con đi qua thăm cậu Úc Dân. Úc Dân. Dạ. Úc Dân ở bên xóm mình. Ừ, hồi nhỏ Dân đây. Tám à. Dạ. Vậy bữa nay con cũng có một chút quà của Việt Hà ở trên thành phố gửi về ở Sài Gòn á. Dạ. Của ít lòng nhiều của chị Việt Hà ở giáo xứ Chí Hòa gửi cho bà ba 1 triệu. Dạ. Của ít lòng nhiều gửi bà ba uống thuốc. Vì nói cảm ơn cái gì đó dùm tôi đó. Dạ. Cái chuyện đó để Sơn lo, hôm nay Sơn nó bận công chuyện rồi. Cái gì cũng gửi Sơn cơ mà con. Dạ. Giờ gì đâu có biết. Thì con mới đi với xíu qua thăm bà con. Dạ. Vậy thôi dì ba khỏe không? Thôi vậy cảm ơn dì con. Cảm ơn con ha con. Dạ, con cảm ơn bà ba. Đâu có biết con đâu. Dạ. Con cảm ơn thì mượn cháu. Con cảm ơn cho. Mượn cháu. Ba giữ gìn sức khỏe nha. Tụi con đi mấy nhà kia nữa. Cảm ơn trả ơn cho chị Nam với. Còn mấy con gà nó nhóc con này. Thôi có một con chó nó đang kiếm gì với chuột. Nó giữ. Dạ. Nó rỉa đâu là bầm đó. Tiếp tục hành trình thôi. Cảm ơn nghe. Chị em lấy xe chị. Ở đây tạm biệt tường. Ở đây trồng mai trắng quá chừng luôn. Dạ. Tới rồi phải không mẹ?
Dạ. Cậu Út ơi. Dạ, hai ạ. Dạ con. Dạ chị. Ờ, chị qua thăm em đây. Dạ, dạ con cũng qua thăm cậu. Dạ, hả chị? Cậu đang làm gì á cậu? Đang làm cậu, thưa không? Làm đi. Đâu có cậu, cậu làm gì ăn cơm vậy? Sáng hôm ấy ra đây chào nè. Tại gió đó chị, tại gió em tính làm rồi em nấu cái. Tại gió tay lửa hả? Dạ dạ. Cậu làm gì ăn cơm vậy? À, với ruột xào với cải chua. À, ruột xào cải chua. Ở nhà cậu có mình cậu hả? À, ở nhà có mình. Dạ. Có mình hơi cực hả cậu? Thì có mình trong mình phải chịu thôi. Dạ. Nay ai đi chợ dùm gì Út? Dạ, có nổi bán hàng gánh nè chị. Dạ hả, mua đồ hàng hả? Dạ. Sáng ngày không có gì hết ráo rồi thôi, thấy có miếng ruột đây mua miếng xào vậy. Xào cái chua hả, xào xả? Dạ, xào cái chua chị. Vậy là nhậu luôn hả? Nó chê thôi chứ bệnh hoạn mà. Dạ, dạ. Em sắp đi rồi. Chút phải lên nói chuyện chơi chút. Dạ dạ dạ. Để em sắp xong. Sẵn tay làm luôn đi. Dạ sẵn tay cậu làm luôn đi. Để cậu làm đi nha. Dạ. Cậu không có tốt đâu. Dạ. Cậu định bỏ thuốc tây uống thuốc nam hả cậu? Bác sĩ dặn chừng nào tới khám mà. Tới khám bữa thứ 6 em đi bữa hôm qua. Mà hôm qua nay thì em không có đi. Tính lấy thuốc nào uống lấy. Bữa nay cũng vậy. Thôi thứ 2 đi đi chứ đừng có bỏ. Dạ. Không tốt đâu à. Ừ. Cái chân cậu bị gì vậy? Sao thì chỗ anh trên bữa chở đi trước rồi em bước xuống trúng vô trong cái vô á nó bị phỏng rồi. Đó tại vì chân yếu đó, chân yếu bước xuống thì đâu có được đứng thẳng đâu bị sau đó tập thêm chuyện nữa. Bữa nay em xanh lắm á. Dạ em thấy cậu xanh sao á, không bằng mấy kỳ trước chị thấy. Dạ. Nay mét xanh à. Thôi đừng có bỏ thuốc tây nha. Dạ, dạ. Ừ, thì thứ hai đi khám lại đi. Tại vì bảo hiểm mình tốt, tiền xe đâu có tốt. Dạ, đúng, tiền xe chứ còn tiền thuốc không có tốt. Ừ. Đừng có bỏ, bỏ không có tốt đâu. Thì thuốc nam cũng muốn thêm. Ừ. Cái gì vậy, nghe lời bác sĩ đi chứ. Nếu mà em bỏ thuốc tây qua thuốc nam thì không có không tốt lắm. Đâu có bảo đảm được. Dạ. Thứ hai này kêu người ta trả đi. Dạ, ngày thứ hai em cũng đi kêu người trả đi. Bữa hôm qua chị cũng đã đi khám nữa. Dạ. Ừ. Vì cậu khám ở trên Cần Đức hả cậu? Nước à. Dạ. Vì cậu cứ muốn xe ôm đi hả cậu? Xe ôm đi. Dạ. Đi về 100 là cũng rẻ. Đi về 100 ngàn chỉ có tốn. Dạ. Tiền xe thôi chứ rẻ tiền thuốc thì bảo hiểm, bảo hiểm cho tiền thuốc thì không có tốn. Hôm nay đợi đầu có tên đi cẳng đi ngang cẳng qua. Yếu, cẳng yếu, cẳng cậu yếu. Chứ mà chân mạnh thì đâu có bị vô. Chị bữa nay cũng đi thăm mấy gia đình mà hồi nãy ghé nhà bà Bảy, ông Tám ở xa nhà thờ, nhà giám nhà. Rồi tấm gà, tấm lòng hả? Đúng rồi, rồi chị mới đi qua thăm bà ba má ông Tứ. Rồi chị qua đây lắc nó trở lại đẳng mà không biết ông bà có nhà hay không. Không biết cái đó. Thì đó là chị mới đi thăm ba gia đình này, gần gần thì thấy cũng tiện. Mà bây giờ một gia đình thì vắng mặt rồi, không biết lắc trở lại. Thằng Sơn nó bận công việc rồi, nó không có đi với chị qua thăm em. Rồi nhờ Xuyến là vợ của Sơn á, đi với chị qua đây để thăm mấy gia đình mình gần gần đây. Rồi đây là món quà của chị của chị Việt Hà ở giáo xứ Chí Hòa ở thành phố Hồ Chí Minh gửi cho cậu 1 triệu. Cô ít lòng nhiều gửi cho cậu uống thuốc. Đây trước cảm ơn chị với cháu sao nữa được cũng gửi lời cảm ơn chị cả cũng như tất cả bà con cô bác đã thương và giúp đỡ cho em. Em cảm ơn. Nhân dịp đây mà Xíu xin cũng cảm ơn chị Việt Hà và bà con mình đã ủng hộ kênh và mình giúp đỡ bà con nghèo ở Cù Lao. Xíu chào tạm biệt. Có dịp có duyên nữa thì con qua con ghé thăm cậu nữa. Rồi. Chị về nha, dân giữ gìn sức khỏe, ráng uống thuốc, đừng có bỏ nha. Uống thuốc nam thêm thì cứ uống. Mua hai cái nước, bó tiền trái luôn.
Đây là sắp chín rồi nè. Cái da nó căng sắp chín rồi. Ở đây một cái nữa nè.